Mỗi ngày ăn một quả này, dáng đẹp eo thon, trái tim khỏe mạnh. Được mệnh danh là loại trái cây hạnh phúc, chuối có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng ruột, ngừa táo bón. Loại trái cây này còn có chứa men vi sinh thúc đẩy nhu động ruột, hoạt động trơn tru và duy trì sức khỏe đường ruột. Chuối còn hỗ trợ giảm cân rất tốt, làm chậm quá trình rỗng dạ dày để giảm cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, cứ 100g chuối có chứa đến 368mg kali, rất tốt cho việc ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Chất velociferol trong chuối ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, giúp mạch máu thông suốt. Đặc biệt hơn, sở dĩ chuối được mệnh danh là trái cây hạnh phúc vì có khả năng điều hòa cảm xúc và cải thiện tâm trạng. Loại quả này rất giàu chitophan và vitamin B6, rất tốt cho việc tạo ra hormone serotonin, loại hormone giúp cho điều chỉnh cảm xúc, khiến cơ thể vui vẻ, hạnh phúc và ngủ ngon hơn. Mỗi ngày ăn một quả chuối không chỉ giúp cho các bạn sở hữu vóc dáng cân đối, thon thả mà còn giúp cho tinh thần bạn thư thái, hạnh phúc hơn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đưa ngay loại quả vi diệu này vào thực đơn mỗi ngày của gia đình bạn?